đến với phòng dung này. Đâu đó trong tri thức chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ tìm kiếm một cơ hội để giúp chúng ta thay đổi cuộc đời, đúng không ạ? Tìm kiếm một cơ hội để giúp cho chúng ta có thêm được một nguồn thu nhập, hoặc là giúp cho nhiều người có được những cái nguồn thu nhập. Đấy, có thể mình kinh doanh gì cũng được. Bây giờ ở ngoài kia rất nhiều loại hình kinh doanh, đúng không ạ? Rất nhiều thứ để chúng ta có thể kinh doanh và kiếm tiền. Nhưng ngày hôm nay có thể chúng ta đang lựa chọn và chúng ta vô tình được mời tới cái phòng Zoom này, thì chúng ta hãy dành trọn vẹn một tiếng đồng hồ để chúng ta có thể nghe đầy đủ về những cái thông tin, được chưa? Nghe đầy đủ những cái thông tin và nghe trọn vẹn cái cơ hội này. Biết đâu chừng cái cơ hội này sẽ giúp được các anh chị, và anh chị sẽ giúp được rất là nhiều người. Và quý anh chị thân mến, đến tham dự chương trình Zoom ngày hôm nay thì Minh Mẫn sẽ mời lên đây một trong những cái người anh rất là tuyệt vời, một trong những người anh mà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cộng đồng. Và đặc biệt anh ấy đã tiếp cận đến với thị trường crypto, thị trường tài chính từ rất là sớm. Và hơn hết, anh ấy may mắn được biết đến tập đoàn SCS Gen. Đấy. Và cũng là người Việt Nam mà đến với thị trường Malaysia, đến với Singapore, Bali để được gọi là học và được nắm bắt những cái thông tin từ tập đoàn. Đấy. Và mới đây nhất là những chuyến đi từ Bali đấy, để cập nhật những cái thông tin, những cái hay ho nhất từ tập đoàn để về, để chia sẻ cho toàn thể quý anh chị trong phòng chung ngày hôm nay. Và hôm nay anh ấy sẽ chia sẻ chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn đấy về tập đoàn, cũng như hiểu rõ hơn về hệ sinh thái của công ty. Và đặc biệt, chính đó là hệ sinh thái của FinSwap SFSB, là hệ sinh thái mà chúng ta đang chia sẻ cộng đồng, chúng ta đang lan tỏa hàng ngày, hàng đêm. Và 3 tuần nay chúng ta đang lan tỏa rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay quý anh chị mình sẽ hiểu rõ hơn FinSwap là gì, FSB là gì đó các anh chị. Cũng như cái cơ hội ở đây như thế nào, cái cơ hội ở đây giúp cho các anh chị mình phát triển, xây dựng cộng đồng, hay là phát triển về gia tăng tài sản của quý anh chị mình như thế nào. Được chưa? Thì ngày hôm nay Minh Mẫn mong muốn dành những đôi bàn tay của anh chị hãy comment con số 99 để chào đón ở đây sự xuất hiện vô cùng tuyệt vời của lãnh đạo Trí Trần bằng những con số 99 ạ. Và Minh Mẫn xin được phép mời lãnh đạo Trí Trần. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe Trí nói không ạ? Nếu mà cả nhà nghe Trí nói nghe thì đó, nghe ok. Vâng, thì thay lời cảm ơn đến MC Minh Mẫn, các anh chị cho một cái số mà các anh chị yêu thích để gửi đến cái lời cảm ơn đến MC của Minh Mẫn ngày của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ. Mình cho một số yêu thích recording đi các anh chị. In progress. Yeah. Ok, cảm ơn em Minh Mẫn. Trước khi Trí chia sẻ thông tin về FinSwap cũng như tại sao, lý do tại sao Trí và rất nhiều anh chị em đang theo đuổi và đang tập trung vào cái cơ hội FinSwap này, thì Trí tên đầy đủ đó là Trần Văn Trí, sinh năm 1982, hiện tại thì sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giống như Minh Mẫn đã giới thiệu thì Trí theo đuổi cái lĩnh vực crypto này cũng rất là sớm, từ năm 2015. Và rất may mắn thì trải qua rất là nhiều giai đoạn, trải qua rất là nhiều về dự án, thì may mắn thì Trí biết đến cái dự án của tập đoàn SCS Chain này. Thì với SCS Chain này nó rất là tuyệt vời. Nói chung là với Trí hiện tại thì Trí đang là fan cuồng của cái SCS Chain này. Vậy thì lý do tại sao Trí lại yêu thích SCS Chain nó như thế, và lý do tại sao hôm nay có cái buổi Zoom ngày hôm nay, thì trước tiên vào cái lý do đó thì Trí cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các cô chú đã dành thời gian để sắp xếp tham gia cái buổi Zoom này. Thì chúc cho các anh chị có những cái nhận định cũng như là tiếp nhận những cái kiến thức tốt nhất cho riêng cá nhân mình, cũng như là sẽ lan tỏa có những cái thông tin này đi ra cộng đồng anh chị. Trí xin phép chia sẻ cái màn hình anh chị ha. Cả nhà mình có thấy cái màn hình chưa ạ? Dạ thấy rõ. Ok.
Vậy thì trước khi mà chúng ta đi làm kinh tế hay chúng ta đi làm một cái lĩnh vực hay chúng ta đi đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó thì điều đầu tiên chúng ta phải nắm bắt rằng là cái lĩnh vực chúng ta đầu tư hay lĩnh vực ở chúng ta kinh doanh nó có đúng xu thế không các anh chị ha? Đúng xu thế của kinh tế thế giới hay không? Thì khi mà chúng ta đã chọn đúng xu thế của kinh tế thế giới rồi thì đó là một cái con đường đi hoàn toàn chính xác, chứ không phải rằng là chúng ta mập mờ và chúng ta không biết điều gì. Vậy thì ngày hôm nay xu thế kinh tế thế giới là cái gì? Và cái xu thế kinh tế thế giới đó do một nhóm người họ dựng lên, họ nói, hay là xu thế của toàn cầu, của các cái đơn vị, của các cái tổ chức quốc tế, của các cái tổ chức chính trị hay tổ chức ngân hàng hay là tổ chức tài chính họ đều nói về nó. Thì nếu như đồng loạt tất cả các tổ chức đều khẳng định như thế thì chúng ta tự tin, chúng ta chọn cái xu thế đó và chúng ta tập trung, chúng ta có thể kinh doanh hay chúng ta có thể đầu tư. Nếu như chúng ta chưa có điều kiện mở ra một cái doanh nghiệp thì chúng ta hãy mua cổ phần của cái doanh nghiệp họ đúng, họ đi theo cái xu thế này. Vậy thì xu thế thế giới sắp tới là gì? Thì ở đây có một cái tác giả rất là nổi tiếng thì họ viết rằng DeFi, nghĩa là tài chính phi tập trung, là tương lai của tài chính thế giới. Tài chính phi tập trung trên chuỗi khối các anh chị ha, là tương lai tài chính của thế giới. Và cái bài viết này, cái cuốn sách này, các anh chị nếu như các anh chị muốn hiểu thêm về nó thì các anh chị tìm và mua đọc. Đấy. Thì tại sao nói DeFi, tài chính phi tập trung là tương lai của thế giới? Thì không phải là Chí nói, cũng không phải là một số anh em nói, mà những thông tin từ đâu? Thì Chí trước khi Chí chia sẻ những thông tin về cái dự án FinSwap thì Chí muốn tổng hợp tất cả các cái dữ liệu trên cộng đồng thế giới cũng như của các cái cơ quan ban ngành nói về cái DeFi này. Vậy thì cái DeFi này, tại sao chúng ta tập trung vào cái DeFi này? Thì gần nhất là cái khuyến nghị của cái tổ của cái cục của tổ chức chứng khoán đó, các anh chị, của tổ chức chứng khoán, họ yêu cầu rằng là làm sao chúng ta tìm hiểu toàn bộ cái nền kinh tế cũng như chính trị á, hãy tìm hiểu và tìm sự liên kết giữa cái thị trường DeFi với cái thị trường tiền điện tử cũng như là thị trường truyền thống, các anh chị ha. Đây là cái khuyến nghị các anh chị, có nghĩa là khuyến khích, khuyến nghị làm sao kết nối kinh tế truyền thống vào, chứ không chỉ đơn giản là nó là một cái thị trường nào đó nó tách biệt với kinh tế truyền thống, các anh chị ha. Và kế tiếp đó là một cái cục gọi là cục tài chính bảo vệ người tiêu dùng á, họ yêu cầu là ứng dụng tài sản kỹ thuật số vào cái việc thanh toán blockchain. Đấy, có nghĩa là chúng ta họ đang muốn rằng á, tổ chức kinh tế thế giới họ đang muốn rằng á, là làm sao thanh toán trên nền tảng blockchain và tìm mọi cách, tìm mọi lý do và tìm ra cho được bằng được tầm một blockchain nào đó để áp dụng cái thanh toán, bởi vì cái thanh toán này á, nó liên quan đến toàn thể cộng đồng loài người các anh chị. Khi thanh toán được diễn ra trên thì nó sẽ liên quan đến đâu? Liên quan đến chính phủ, nó liên quan đến quốc gia, nó liên quan đến ngân hàng, nó liên quan đến doanh nghiệp, nó liên quan đến doanh nghiệp lớn, nó liên quan đến con người tiêu dùng, nó liên quan đến bán hàng, bán lẻ. Rất rất là nhiều. Vậy thì thanh toán gần như nó kết nối cộng đồng toàn cầu. Nhưng tại sao người ta lại phải yêu cầu làm sao thanh toán trên blockchain, thanh toán DeFi? Đấy, đó là lý do mà kinh tế thế giới họ đang đổ xô vào. Vậy thì đây là những cái bằng chứng, những thông tin, những dữ liệu mà rất là rõ ràng, giống như là của cái hội đồng thống đốc của hệ thống dự trữ liên bang, họ nói rằng làm sao hãy kết nối kinh tế truyền thống với blockchain, rất là rõ ràng các anh chị ha, bằng một cái thông tin đó là tổng quan và ý nghĩa ổn định tài chính. Và cục dự trữ liên bang này họ cũng đưa ra một cái tiêu chí luôn, có nghĩa là để có một thanh toán trên một cái trình giao dịch DeFi á, thì họ đưa ra tiêu chí là có 5 cái tiêu chí rất là rõ ràng ha. Vậy thì 5 tiêu chí đó là gì? Thứ nhất đó là một blockchain ha. Thứ hai là gì? Một tài sản tham chiếu trong cái quá trình doanh nghiệp họ chuyển lên kinh tế, trên cái doanh nghiệp của họ chuyển lên blockchain ấy, thì họ phải có tài sản tham chiếu. Thứ ba nữa là gì? Cơ sở đánh giá giá trị tài sản tham chiếu. Thứ tư nữa là gì? Đó là cái ví lưu trữ tài sản tham chiếu, lưu trữ tài sản, cái ví các anh chị ha, lưu trữ tiền điện tử, tiền fiat, nói chung là lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Và thứ năm đó là gì? Một cơ chế giao dịch, một cơ chế hoán đổi đó, để làm sao chúng ta có thể hoán đổi giao dịch những cái tài sản đó một cách rất là dễ dàng. Đấy. Vậy thì quan trọng nhất là tại cái Fed, cái hội đồng thống đốc dự trữ liên bang, của hệ thống dự trữ liên bang đó, họ khẳng định rằng là muốn có một cái giao dịch thanh toán
DeFi thì cái stablecoin nó rất là quan trọng các anh chị ha. Stablecoin, bởi vì tại sao stablecoin nó quan trọng? Bởi vì stablecoin nó có một cái yếu tố kỹ thuật là của blockchain. Đấy, minh bạch rõ ràng. Và cái yếu tố thứ hai đó là ổn định của tiền fiat. Nên hai cái yếu tố đó nó giúp cho stablecoin trở thành rất quan trọng trong cái việc thanh toán sau này của tương lai của thế giới. Và chính vì thế cái khối xây dựng 18 này họ làm, họ thúc đẩy, họ đưa ra một cái bài viết là thúc đẩy làm sao có tính lành mạnh của thuật toán thỏa thuận stablecoin lên toàn cầu cho cái việc thanh toán xuyên chuỗi này. Có nghĩa là toàn bộ nền kinh tế toàn cầu họ đang tập trung rất là nhiều vào cái hệ thống blockchain, hệ thống DeFi này. Và cái điều đặc biệt nữa như thế này nè, cái dịch vụ mà cung cấp cái giao dịch DeFi á, hay là một cái công nghệ tài sản số á, thì ở cơ quan Fed họ nêu rất là rõ, đó là phải có một đơn vị thứ ba phi tổ chức chính phủ, phi ngân hàng, một cái đơn vị đó là một cái công ty về công nghệ đó, họ cung cấp cái dịch vụ nền tảng này. Thì còn Fed thì họ chỉ là giám sát thôi, còn ngân hàng sẽ sử dụng cái dịch vụ đó, và người cuối cùng là người tiêu dùng ha. Nên cái một công ty phi chính phủ, phi ngân hàng họ sẽ cung cấp cái dịch vụ nền tảng. Đấy. Vậy thì ở về giấy phép tất cả mọi thứ thì tương lai người ta đã chuẩn bị rất là rõ rồi. Giống như ở California, một cái tiểu bang của Mỹ, thì họ cũng đã đưa ra một cái luật là ban hành chương trình cấp phép kinh doanh cho tài sản kỹ thuật số. Có nghĩa là cái việc mà cái tài sản kỹ thuật số hay một cái doanh nghiệp nào đó liên quan tài sản kỹ thuật số hoạt động thì sẽ được cấp phép sắp tới các anh chị ha. Đấy, đã được hoàn thiện và đưa vào khuôn khổ rồi các anh chị. Và điều đặc biệt này có nghĩa rằng là tại sao blockchain nó ra đời từ năm 2008 tới giờ này vẫn chưa hoạt động được trên kinh tế truyền thống, bởi vì đơn giản có một lý do như thế này. Có nghĩa rằng là họ chưa tìm được một blockchain tiêu chuẩn để vận hành được kinh tế truyền thống các anh chị. Blockchain tiêu chuẩn đó là phải giải quyết được rất là nhiều cái lỗi của kinh tế truyền thống đang xảy ra, thì thế giới họ chưa tìm được, và các tổ chức họ nói rằng họ chưa tìm được. Đấy. Và một điều đặc biệt nữa là sao? Để thanh toán được di động, thanh toán được DeFi thì cái giao thức DeFi nó có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là phân cấp. Phân cấp là một yếu tố rất là quan trọng trong cái giao thức DeFi các anh chị nắm ha. Phân cấp có nghĩa là phân cấp ra nhiều cái nhỏ lẻ của cái quyền tự quyết của cộng đồng ấy. Đấy. Thì họ nói rằng nếu một cái giao thức DeFi nào đó nó có cái quyền phân cấp thì cái giao thức DeFi đó cũng sẽ là một trong những giao thức DeFi tiêu chuẩn các anh chị ha. Và tại sao là DeFi là xu thế, thì ở đây nó ghi rất là rõ các cái yếu tố mà DeFi so sánh với lại tài chính phi tập trung, so sánh với lại tài chính tập trung, nó hơn ở tài chính tập trung ở gì. Thứ nhất đó là có sẵn trên toàn cầu và minh bạch. Đấy. Và thứ hai đó là gì, loại bỏ sự phụ thuộc vào ngân hàng. Thứ ba là cho phép khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính. Thứ tư nữa là không dựa vào bên trung gian thứ ba. Đấy, bên trung gian đó các anh chị ha. Và thứ năm là không có công ty hoặc nhân viên quản lý. Đấy là mô hình DeFi. Và thứ sáu đó là gì? Một số DApp có thể tương tác với các cái DApp khác, giống như việc ghép các bộ Lego. Có nghĩa là những blockchain DApp Web3 họ tương tác với nhau bằng một cách rất là kết nối rất là chặt chẽ các anh chị. Và cái cuối cùng các anh chị lưu ý ha, cái cuối cùng này rất là quan trọng các anh chị. Có nghĩa là thế giới sắp tới tồn tại khi và chỉ khi con người là yếu tố đầu tiên ha. Cái thứ hai đó là có internet. Đấy. Cái thứ ba nữa là thiết bị cá nhân. Và thứ tư là ví điện tử. Thì ở đây thiết bị cá nhân đó là gì? Đó là điện thoại các anh chị. Cái điện thoại của chúng ta. Và cái ví điện tử là cái ví blockchain đấy. Có nghĩa là sắp tới bốn yếu tố này nó đóng vai trò rất là quan trọng trong kinh tế thế giới. Đó là con người, internet, điện thoại cá nhân và ví điện tử, ví blockchain. Các anh chị lưu ý ha, ví blockchain. Và như thế thì một cái cơ quan đó là Liên minh Toàn cầu về Công nghệ Đổi mới Tiền điện tử, thì họ xác định rằng là tài chính phi tập trung là một cái thực tiễn tốt nhất và nó mang lại rất là nhiều lợi ích. Chính vì nó mang lại rất là nhiều lợi ích thì có rất là nhiều người đã đổ tiền vào và mua những cái đồng token của những cái sàn DeFi đó các anh chị. Để làm sao? Để họ có được cái sự tăng trưởng rất là bùng nổ, cũng như là tăng trưởng vượt bậc ở các cái token DeFi này.
để làm sao họ tăng giá trị tài sản của họ. Cái thứ hai đó là sao? Các cái chuyên gia tài chính, các cái tổ chức doanh nghiệp của truyền thống đấy, họ bắt đầu chuyển dần các cái mô hình, chuyển dần về cái DeFi rồi, cái phi tập trung rồi các anh chị. Bởi vì những cái mô hình tập trung cũ nó đang bị lỗi thời, nó đang bị thiển cận và nó đang bị làm cho ách tắc cũng như là bị trì hoãn về các cái vấn đề của giao dịch cũng như là vận hành kinh tế. Rồi cái yếu tố thứ ba đó là gì? Là nhiều, rất là nhiều doanh nghiệp cũng như là nhiều người có tiền đấy, họ bắt đầu họ di chuyển cái dòng vốn của họ, họ tiếp tục họ đầu tư và họ đầu tư vào cái DeFi, nên các cái doanh nghiệp mà khởi động DeFi, startup DeFi họ thu hút được rất là nhiều vốn từ những cái doanh nghiệp này. Đó là những cái lợi ích mà nếu mà những người giống như chúng ta tham gia và cùng nhau phát triển theo cái xu hướng DeFi này. Đấy. Vậy thì trong cái bối cảnh đó, trong cái thị trường tổng quan đó, thì lúc này tập đoàn SCF mà chúng ta vừa rồi chúng ta có xem các clip đấy, là SCF Chain họ đã giới thiệu một cái nền tảng blockchain. Một nền tảng blockchain, và cái nền tảng blockchain này họ đã khởi động từ 2017 rồi các anh chị. Và cái blockchain này mục đích làm cái gì? Đó là đáp ứng nhu cầu DeFi của thế giới. Đấy, đáp ứng nhu cầu DeFi của thế giới các anh chị. Rất là rõ ràng, nếu anh chị đọc hiểu và xem kỹ hơn về sách trắng thì họ nói về cái nền tảng blockchain của SCF như thế nào và việc cái mục đích của blockchain của SCF làm gì, đó là cung cấp và giải quyết cái vấn đề thanh toán và cung cấp cái giao dịch DeFi cho tương lai để giải quyết những cái khó khăn, những cái rào cản của kinh tế truyền thống đang vướng phải. Thì đây là một cái tập đoàn họ đã nhìn ra cái xu hướng đó, nên họ nhìn ra cái góc độ là blockchain, tất cả blockchain vừa rồi không đáp ứng được những cái yếu tố yêu cầu của cái nền kinh tế truyền thống, nên họ đã tạo ra một cái nền tảng blockchain rất là tuyệt vời. Thì nền tảng blockchain của SCF Chain nó có những gì? Thì cái việc mà cái vấn đề của những cái nền tảng blockchain quá khứ đó là giải quyết bài toán tam giác bất khả thi. Thì nó là gì? Nó là về bảo mật, về phi tập trung và về tốc độ xuyên chuỗi. Thì tất cả các blockchain trước đây họ không có giải quyết được bài toán đó, nên chính vì thế chưa có blockchain nào được ứng dụng trong nền kinh tế truyền thống. Thì SCF Chain họ nhìn ra điều đó, nên họ đã tạo ra một cái blockchain riêng họ, gồm hai chuỗi blockchain đi song song với nhau. Đấy, một chuỗi thì nó dựa trên cái nền tảng ERC20 mang yếu tố bảo mật và phi tập trung. Một chuỗi khác đi song song đó là dựa trên nền tảng Phantom và Solana, nó mang yếu tố là tốc độ và xuyên chuỗi các anh chị. Và đây là một blockchain duy nhất tới thời điểm này họ đi chuỗi kép các anh chị ha. Và một điều đặc biệt nữa là các anh chị thấy cái nền tảng blockchain SCF Chain của chúng ta là họ được phép thăng cấp hoàn toàn các anh chị ha, được phép thăng cấp hoàn toàn, ghi rất là rõ các anh chị thấy ha, được phép thăng cấp hoàn toàn. Và sau này là tất cả con người mà tham gia vào cái nền tảng blockchain này thì họ đều có quyền gọi là trở thành một cái người xác thực và họ thăng cấp hoàn toàn. Thì cái điều này phân cấp nãy giống như chị đang nói những cái thông tin trước, họ đang nói là một cái giao dịch DeFi phải phân cấp, đó là yếu tố rất là quan trọng. Thì SCF Chain họ đã làm điều này luôn rồi các anh chị, họ đang chuẩn bị rồi. Vậy thì với lại nãy trong cái phép á, họ đang nói rằng là có năm sáu cái yếu tố để cho một cái công ty dịch vụ nền tảng tồn tại và cung cấp được trong cái nền tảng kinh tế số này, kinh tế truyền thống thanh toán này. Thì ở SCF Chain họ đang làm rất tốt các anh chị ha. Thứ nhất là họ đã có giải quyết được bài toán blockchain chuỗi kép nãy giờ chị đang nói. Cái thứ hai là cái ví tiền điện tử, cái ví blockchain đó các anh chị ha. Đúng không ạ? Nãy chị có nói có cái ví. Cái ví rất là quan trọng. Thì ở SCF Chain này họ cũng có một cái ví. Và cái ví của chúng ta rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng các anh chị. Và cái ví của SCF Chain hiện nay thì nó đổi tên thành là ví FSB. Thì cái ví này chúng ta có thể chứa rất là nhiều đồng coin trên này các anh chị. Đấy. Rồi, kế tiếp là SCF Chain họ cũng có một stablecoin, đó gọi là FUSD. Đấy, là một loại tiền điện ổn định gốc của tập đoàn. Thì hồi nãy Fed nó cũng nhấn mạnh rằng FUSD là một stablecoin, nó rất là quan trọng trong thanh toán, đúng không ạ? Một stablecoin nó rất là quan trọng trong thanh toán. Thì SCF Chain họ cũng chuẩn bị cho cái việc thanh toán đó là bằng ra đời một cái đồng stablecoin đó, FUSD.
Đấy. Và một cái điều nữa rất là quan trọng của SF Chain đó là họ có một cái trình trao đổi tài sản liên chuỗi. Đó là một giao thức DeFi đó các anh chị, gọi là FinSwap. Cái trình giao thức DeFi này để làm gì? Để đáp ứng cái xu hướng thanh toán thế giới mà vừa rồi mà chỉ có lượt qua đấy. Đấy. Vậy thì FinSwap là gì? SF Chain họ có được gọi là có được minh bạch hay không, có được giấy phép hay không? FinSwap hoạt động như thế nào và tại sao chúng ta chọn FinSwap, chúng ta được gì? Thì Chế sẽ đi sâu hơn vào cái SF Chain và cái sàn FinSwap cũng như là cái quỹ Hackathon này. Thì hiện tại thì giống như em Minh Mẫn đã chia sẻ thì trong thời điểm sắp tới nó rất là nhiều cơ hội, nhưng cái cơ hội mà đón đầu xu thế, xu hướng của thế giới nó rất là quan trọng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có một cơ hội, đó là chúng ta cùng đầu tư với quỹ Hackathon của SF để gia tăng tài sản của chúng ta rất là nhiều lần trong thời gian sắp tới. Vậy thì quỹ SF Hackathon là gì? FSB là gì? FinSwap là gì? Thì trước tiên thì chỉ muốn nói cho các anh chị rằng, chỉ muốn chia sẻ tất cả anh chị rằng khi chúng ta muốn đầu tư hay hợp tác một kinh doanh với một cái tập đoàn nào đó thì chúng ta phải hiểu rằng tập đoàn đó họ có hợp tác hợp pháp không có đã, đúng các anh chị? Họ ở đâu, họ làm gì và họ có hợp pháp hay không? Vậy thì chỉ xin phép được giới thiệu sơ qua cái tập đoàn công nghệ SF này. Thì mô hình tập đoàn, cấu trúc của tập đoàn SF này gồm là một cái tập đoàn đa lĩnh vực, đa ngành nghề các anh chị. Và trong cái cấu trúc của cái tập đoàn này nó có 3 cái công ty. Đấy. Đầu tiên là công ty SF về công nghệ Technology LLC. Đấy, công ty này có giấy phép ở thung lũng Silicon. Nãy các anh chị nếu có xem clip á thì các anh chị sẽ thấy chuyên về công nghệ các anh chị ha. Và công ty thứ hai đó là công ty đầu tư, công ty đầu tư investment. Đấy, thì cái công ty này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau về cái công ty này, bởi vì chưa có nhiều thông tin về hoạt động của những công ty này. Và cái công ty thứ ba đó là công ty SF Foundation, là công ty quỹ ha, chuyên quỹ. Thì họ dùng những cái quỹ đó họ gây dựng startup hoặc là họ dùng để phát triển cộng đồng cho toàn bộ cấu trúc anh chị ha. Vậy thì tập đoàn công ty SF Technology là gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu tới công ty công nghệ SF Technology. Vậy thì công ty này họ có pháp lý rất là rõ ràng các anh chị, chúng ta có thể kiểm tra được. Ở đây chúng ta có thể kiểm tra được họ được đăng ký giấy phép tại thung lũng Silicon California ở Mỹ. Cái đường link này nếu như các anh chị nào muốn check, muốn kiểm tra thì hãy liên hệ với cái người bảo trợ, người giới thiệu mình á, để mình lấy cái link này. Mình có chỉ cái click vào cái link này và mình đánh cái tên đó là SF Technology LLC thì nó sẽ hiện ra rất là rõ các anh chị ha. Còn trong cái buổi Zoom này thì không có nhiều thời gian nên Chí sẽ không có thao tác, Chí sẽ đi sơ lược qua cái nội dung này. Cái thứ hai đó là sản phẩm công nghệ của SF là gì? Đó là công nghệ blockchain, giống như Chí nãy Chí nói, là một công nghệ blockchain chuỗi kép. Đấy. Và họ có cái ví giống như nãy Chí nói là ví SSB hiện tại. Đấy. Blockchain của họ thì các anh chị thấy cái ví thì là ví đa chuỗi. Đa tính năng, đa chuỗi có nghĩa là gì? Ví này có thể chứa rất là nhiều cái chuỗi khác nhau, giống như chuỗi ERC, chuỗi ERC20, chuỗi TRC20, chuỗi BEP20. Chúng ta có thể đều tích trữ trên cái ví này được. Đa tính năng có nghĩa là gì? Chúng ta có thể có rất là nhiều tính năng trong đó, chúng ta có thể thao tác một cách rất là dễ dàng. Đấy. Và thân thiện dễ dùng có nghĩa là nó không quá khó khăn khi chúng ta tải về chúng ta sử dụng, bởi vì một cái sản phẩm nào đó nó đạt giá trị khi và chỉ khi nó phải được thương mại hóa các anh chị, có nghĩa là thương mại hóa có nghĩa là phổ cập cho rất là nhiều người, ai cũng có thể dùng được. Vậy thì nó muốn làm được điều đó thì nó phải thân thiện, phải dễ dàng, mới dễ thao tác thì tất cả ai cũng có thể dùng được. Thì ví FSB này họ đang cho được điều đó các anh chị. Và blockchain của riêng của SF Chain này là một blockchain chuỗi kép duy nhất tới thời điểm này các anh chị ha, và nó được khởi tạo từ ngày 5 tháng 9 năm 2017, trùng với thời điểm mà blockchain của Coinbase được khởi tạo luôn các anh chị. Đây là có những cái dữ liệu rất là quan trọng trên ERC20, nếu anh chị nào đã tìm hiểu rồi thì các anh chị sẽ biết vào ngày 5 tháng 9 thì blockchain của chúng ta được khởi tạo vào thời điểm đó, năm 2017. Và ngày 1 tháng 6 ngày tháng 1 năm 2013 thì testnet
bắt đầu Mainnet, thì sau tới ngày tháng 6 thì họ chính thức khởi Mainnet các anh chị. Và đây là một cái nền tảng blockchain chuỗi kết duy nhất và độc đáo duy nhất trên toàn cầu hiện tại tới thời điểm này các anh chị ha. Thì họ có hai cái chuỗi, đó là chuỗi Fin Chain và chuỗi Main Chain. Chuỗi Fin Chain thì họ có 100 siêu nút, Main Chain thì họ có 100 siêu nút trên cái chuỗi Main Chain, còn chuỗi Fin Chain thì họ có 12.200 cái nút trên Fin Chain. Đấy. Tới thời điểm này thì họ tương thích được cái, với cái máy ảo EVM, thì mục tiêu của cái blockchain này thì họ mở rộng ra rất là nhiều. Họ mở rộng ra rất là nhiều các anh chị, để làm sao họ thu hút được cộng đồng trên toàn cầu hoặc là những chuyên lĩnh vực blockchain để làm sao để di chuyển về về nền tảng blockchain của họ. Và họ xử lý giao dịch xuyên chuỗi các anh chị. Xuyên chuỗi là gì? Xuyên chuỗi có nghĩa là gì? Hồi xưa mà chúng ta đi chuyển tiền ngân hàng, thường thường chúng ta chuyển nội bộ ha, không có chuyển liên ngân hàng được. Thì khi mà chúng ta chuyển liên ngân hàng lúc đó thì rất là khó khăn. Thì bây giờ chúng ta đã dễ dàng sử dụng là chuyển tiền liên ngân hàng được một cách rất là dễ dàng. Vậy thì xuyên chuỗi nó cũng vậy. Có nghĩa là chúng ta cùng chuỗi thì chúng ta sẽ chuyển rất là dễ dàng. Nhưng xuyên chuỗi thì hiện tại đang có xuyên chuỗi được, nhưng nó cũng gặp rất là nhiều vấn đề, đó là không an toàn. Xuyên chuỗi bằng cách là cầu, hoặc thì hiện tại giờ trong nhiều năm qua thì có rất là nhiều vụ hacker ha trên vấn đề xuyên chuỗi bằng cầu đấy. Thì ở SSH chain họ xuyên chuỗi bằng hoán đổi nguyên tử các anh chị ha, chứ không phải bắt cầu. Cái xuyên chuỗi của chúng ta là hoán đổi nguyên tử đấy. Cái tập đoàn này họ đã đi theo một cái bước rất là phát triển, chứ không phải là đi lặp lại của các cái dự án blockchain khác. Họ chuyển sang xử lý xuyên chuỗi bằng cách hoán đổi nguyên tử, chứ không phải bắt cầu các anh chị ha, lưu ý. Và thời gian xử lý của cái giao dịch của chúng ta rất là nhanh, đó là 3 giây và phí tập trung vào rất là thấp các anh chị. Và cái vì sao thanh toán nó chưa được xử lý, chưa được áp dụng, bởi vì cái tốc độ giao dịch cũng như số lượng giao dịch của một blockchain nó phải đạt hiệu quả cao và được nhiều người sử dụng trong một thời điểm nào đó thì nó ổn định, thì nó mới sử dụng trong cái việc thanh toán được các anh chị. Bởi vì nếu như thanh toán mà một ly cà phê có 20-30 ngàn gì đó mà chúng ta phải mất phí quá nhiều, và chúng ta cùng một lúc chúng ta xử lý giao dịch không được, thì không thể nào thanh toán được, đúng không ạ? Mà cái việc mua bán lẻ đấy, thanh toán lẻ rất là nhiều trên toàn cầu, mà nếu chúng ta không đạt được điều đó thì không có blockchain nào họ ứng dụng được cả. Nhưng riêng với SSH chúng ta, họ có blockchain một cách họ xử lý giao dịch cực kỳ lớn các anh chị. TBS của họ cực kỳ lớn, đó là 80.000 TBS là. Và so sánh với tốc độ Visa thì nó đang hơn Visa các anh chị. Và chính vì nó hơn Visa thì cái việc mà tiến tới cho áp dụng cho thanh toán rất là khả năng rất là cao các anh chị ha. Bởi vì Visa giúp cho chúng ta tiện thanh toán được mà, nhưng mà cái TBS giao dịch của Visa chỉ có 65.000 thôi. Còn riêng của SSH chain của chúng ta tới 80.000. Đấy. Và tổng số địa chỉ ví của nền tảng blockchain Fin Chain thì đã lên tới 62 triệu ví rồi các anh chị. Vậy thì ở đây là chỉ muốn nhắc một điều như thế này. Bất cứ một cái doanh nghiệp nào họ có sản phẩm tốt như thế nào đi nữa, cái quan trọng nhất họ thành công hay không là ở chỗ cộng đồng các anh chị. Và cộng đồng trung thành mới là vấn đề. Tại cộng đồng trung thành mới là vấn đề. Vậy thì nếu giả sử như các anh chị có biết rằng là trước đó có một cái sàn ở Bitrex rất là lớn, nhưng sau đó họ gần như là không có tồn tại được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái cộng đồng của Bitrex họ di chuyển hết rồi. Hồi xưa họ tập trung vào đó nên Bitrex trở thành sàn số 1. Nhưng bây giờ cộng đồng họ di chuyển hết rồi thì Bitrex họ không còn không họ đang gặp sự cố về vấn đề đó, bởi vì không có cộng đồng. Vậy thì bất cứ một cái doanh nghiệp nào, một cái sản phẩm nào họ tồn tại và họ đạt được giá trị đỉnh khi và chỉ khi họ có cộng đồng tồn tại với họ lâu dài. Đó mới là vấn đề các anh chị ha, cộng đồng trung thành. Thì ở đây Fin Chain đang cho thấy rằng họ đang có 62 triệu đầu ví, có nghĩa 62 triệu đầu ví là cộng đồng đang sử dụng ví của họ. Đấy các anh chị ha, và mở rộng ví ra rất là nhiều. Và tổng cái lượng giao dịch tới 750 triệu lượng giao dịch trên cái hoạt động blockchain này. Thì đây là những cái số liệu rất là cần thiết, là rất là quan trọng các anh chị cho một nền tảng blockchain. Vậy thì nếu mà SSH đang trở thành một cái công ty phi chính phủ, phi ngân hàng, cung cấp cái nền tảng dịch vụ ví, dịch vụ blockchain cho các doanh nghiệp, thì họ phải chứng minh được những cái dữ liệu của họ trên blockchain đang hoạt động. Thì cái điều đó rất là quan trọng các anh chị ha, giống như một cái hồ sơ á.
hồ sơ của một cái đơn vị nào đó muốn thầu một cái công việc nào đó, một lĩnh vực nào đó, thì họ phải chứng minh năng lực, đúng không ạ? Thì ở đây SS Gen này họ đang có những cái dữ liệu như thế này, họ đang có những công nghệ và họ đang có những dữ liệu, thì đây chính là những thông số họ cần chứng minh cho các cơ quan chính phủ, các cái cơ quan doanh nghiệp cũng như ngân hàng rằng đơn vị này họ có blockchain, có cái những cái yếu tố kỹ thuật này và đang có dữ liệu thật rất là lớn đang hoạt động hàng ngày. Tại các anh chị lưu ý cái vấn đề này ha các anh chị ha. Và cái dự án cái SS chain này, blockchain này họ cũng có một đồng coin gốc, đó là SS, nó giống như là blockchain của Bitcoin năm 2008 đấy, thì đồng coin gốc của nó là gì? Là BTC. Blockchain Ethereum của Vitalik thì đồng coin gốc của nó là ETH, và blockchain của Binance Smart Chain thì đồng coin gốc của nó là BNB. Vậy thì SS chain của chúng ta cũng vậy, có đồng coin gốc đó là SCS, đồng coin của SCS các anh chị. Cái đồng coin này mà nãy các anh chị xem clip cuối á, thì thấy cái bạn nữ đó cũng được tặng một cái hộp mà cái đồng coin SCS đấy các anh chị. Vậy thì SCS chain chúng ta nó có rất là nhiều hệ sinh thái, và đặc biệt thì họ đang tập trung tất 8 cái hệ sinh thái, và 8 hệ sinh thái nó rất là quan trọng trong kinh tế công nghệ số sau này các anh chị ha. Đó là FinSwap, đó là một cái sàn giao dịch, trình giao dịch DeFi. Hai là FinSol, có nghĩa là game, tập trung vào GameFi. Thứ ba đó là Stablecoin, thì để chỉ có nói đó là một Stablecoin rất quan trọng trong vấn đề thanh toán. Thứ tư đó là FinSBT, đây là gì? Tín dụng cá nhân, tín dụng doanh nghiệp được phát hành theo kiểu NFT và được ghi trên blockchain. Có nghĩa là tín dụng cái gọi là định danh tín dụng của cá nhân, thì FinFPT này sẽ phát triển sâu các anh chị ha. Và FinBay thì liên quan đến cái việc thanh toán doanh nghiệp, FinBill cũng vậy. Đây là những cái hệ sinh thái sau này chúng ta có thể sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái hệ sinh thái của cái này. Và tiếp tục là cái hệ sinh thái thứ bảy là FinX, đó là chúng ta giao dịch DeFi ở các cái cổ phiếu phái sinh. Đấy. Và cái hệ sinh thái thứ 8 đó là FinBub, đó là một mạng xã hội phi tập trung mà chúng ta giống như hiện tại là Facebook ha, Facebook, Zalo thì đó là mạng xã hội bị tập trung, là Web2. Tất cả khi chúng ta đang chơi mạng xã hội đó thì dữ liệu cá nhân của chúng ta, thì cái người chủ của cái sàn mạng xã hội đó, họ thu thập của chúng ta, thu thập các cái dữ liệu của chúng ta, và khi họ có dữ liệu thì họ làm cái gì cũng được các anh chị ha. Họ có dữ liệu, họ có cộng đồng, thì họ đi chào với tất cả các doanh nghiệp, họ bán quảng cáo này kia, họ kiếm tiền rất là nhiều. Chúng ta thì chúng ta chơi vui trên cái mạng xã hội đó, nhưng họ thì có dữ liệu cá nhân của chúng ta, họ có thể là tuồn ra ngoài cho các đơn vị cá nhân, thậm chí là dữ liệu cá nhân của chúng ta bị đánh cắp và chúng ta bị gọi là lừa đảo, bị nói chung rất là nhiều thứ. Đấy, thì cái mạng xã hội Web3 blockchain phi tập trung nó bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của chúng ta. Chúng ta không cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho người chủ tạo ra nó các anh chị ha. Thì FinBox này là mạng xã hội phi tập trung, và hiện tại thì Chí cũng đang rất là thích chơi cái mạng xã hội này rồi các anh chị. Chúng ta có thể chơi được mạng xã hội này rồi. Đấy. Công ty và tiếp theo đó là công ty về quỹ SCS Foundation. Đấy. Thì công ty này là gì? Thì các anh chị lưu ý rằng tất cả các nền tảng blockchain trên thế giới lớn đều có cái quỹ Foundation này các anh chị. Ví dụ như đấy, các anh chị thấy Bitcoin họ cũng có Bitcoin Foundation, Ethereum cũng có, Litecoin cũng có, IOTA cũng có, tất cả các nền tảng lớn đều có Foundation các anh chị. Đều có cái quỹ này. Cái quỹ còn riêng SF họ cũng có cái Foundation ha, cũng có một công ty Foundation. Cái công ty này thì ở đăng ký giấy phép ở quần đảo Cayman. Đấy, thì nó có một đường link, chúng ta có thể kiểm tra cái giấy phép của cái công ty SF Foundation này các anh chị. Cũng giống như lúc nãy, các anh chị có thể liên hệ với người chia sẻ để lấy cái link, và chúng ta có thể gõ cái thông tin này và chúng ta vào kiểm tra. Đặc điểm của cái quỹ SF Foundation này là gì? Đó là phi tập trung, có nghĩa là họ tạo dựng cho cộng đồng, có nghĩa là cái quỹ này họ tập trung vào cộng đồng là chủ yếu. Cái thứ hai đó là tiến hóa tốt hơn, có nghĩa làm cho sự phát triển của cái doanh nghiệp của họ cũng như là sự cộng hưởng của những cái hệ sinh thái xung quanh cũng như là những cộng đồng làm sao cho nó tốt hơn các anh chị ha.
và lợi ích về thuế. Có nghĩa là điều quan trọng của các doanh nghiệp đó là sao? Cái thuế các anh chị ha, khi thuế cá nhân hay thuế doanh nghiệp, nếu mà nó ảnh hưởng lớn quá thì cái doanh nghiệp đó họ cũng khó mà tồn tại, và thuế cá nhân cũng vậy. Nhiệm vụ của Foundation là gì? Đó là nghiên cứu và phát triển, có nghĩa là họ nghiên cứu các công nghệ, các nền tảng, và họ tập trung phát triển cũng như đầu tư vào các cái đơn vị startup, đấy, các đơn vị khởi nghiệp. Thứ hai nữa là họ có trách nhiệm là giáo dục cho cộng đồng biết đến nền tảng blockchain là gì, đến biết đến những cái công nghệ mới là gì, thì họ sẽ tập trung vào giáo dục cho cộng đồng và lan tỏa cộng đồng. Và cái kế tiếp đó là họ tiếp thị và phát triển cái quỹ hackathon này các anh chị. Đấy, cái quỹ foundation này họ sẽ tiếp thị quảng bá cho cái thương hiệu SCF, cho thương hiệu FSB, và làm cái quỹ hackathon này để mục đích làm gì? Để làm cho lan tỏa cái thương hiệu của SCF cũng như lan tỏa đến cái FinSwap ra thị trường rộng lớn hơn, để cộng đồng biết đến nhiều hơn. Vậy thì mục tiêu của cái quỹ SCF Foundation này cũng như là tập đoàn chính của SCF là họ muốn SCF trở thành một nền tảng blockchain lớn thứ ba của thế giới các anh chị. Lưu ý là lớn thứ ba của thế giới. Dù họ rằng có những cái công nghệ rất là vượt trội, có một nền tảng blockchain chữ kép vượt trội, có cái ví rất là vượt trội, nhưng họ vẫn chỉ và có cộng đồng sử dụng đang có dữ liệu rất là lớn, 62 triệu ví. Đấy, nhưng họ vẫn mong muốn chỉ rằng trở thành một nền tảng blockchain lớn thứ ba, chứ không phải là tôi là số 1, tôi là số 2 hay tôi làm mọi thứ xóa sổ, không có ha. Rất là thực tế. Chỉ mong muốn lớn thứ ba thôi, có nghĩa là sau Bitcoin và sau Ethereum đó các anh chị. Quỹ SCF Hackathon là gì? Thì nó là sự kết nối giữa cái từ hack và từ marathon. Thì cái nhiệm vụ của cái quỹ này thì nó liên quan đến về cái lập trình viên hơn các anh chị ha. Cái này hơi khó hiểu một tí xíu nên chỉ sẽ lướt qua. Nói chung đại khái đó là họ xây dựng cái quỹ này để tạo ra, xây dựng những cái nhà phát triển về lập trình viên á, họ tìm ra được những nhân tài ở đó các anh chị ha, và họ khởi động những cái quỹ này, họ gọi là ươm mầm cho những cái người lập trình viên mới phát triển, để họ xây dựng lên, họ start lên. Đấy. Thì ở trên thế giới, các nền tảng blockchain lớn thế giới khác họ cũng có cái quỹ hackathon này các anh chị, giống như là Ethereum thì họ cũng có ha, họ cũng phát triển cái quỹ này. BNB Chain cũng vậy, họ cũng có cái quỹ hackathon, họ cũng phát triển quỹ hackathon này. Hay là Tron cũng vậy. Vì mục tiêu của họ là gì? Họ tập trung cái quỹ hackathon này để sao họ lan tỏa, họ kết nối và họ giới thiệu cái công nghệ của tập đoàn của họ ra toàn thế giới, cho toàn nhân loại, cho tất cả các thành viên biết trên thế giới biết rằng là cái nền tảng blockchain, cái nền tảng kỹ thuật họ như thế nào, họ muốn lan tỏa, họ muốn marketing đó các anh chị ha. Đấy. Và chắc chắn và đương nhiên thì SCF họ cũng có cái quỹ SCF Hackathon giống như nãy giờ chị nói. Đấy. Thì cái quỹ SCF Hackathon này họ đang tập trung vào phát triển cái sàn FinSwap, sàn DeFi FinSwap các anh chị. Đấy, họ tập trung vào phát triển và lan tỏa cái mã thông báo FSB. Cái mã thông báo này là mã thông báo của sàn FinSwap cũng như là cái ví FSB. Đấy. Đấy các anh chị, quỹ Hackathon đang tập trung lan tỏa cái sàn DeFi FinSwap. Đấy, giống như tại sao là hiện tại SCF tập trung cái sàn FinSwap, tại sao tập trung vào DeFi, thì hồi lúc đầu chứ đó chứ đã chia sẻ và tổng hợp tất cả các thông tin, bởi vì nó là xu thế bắt buộc và không thể nào chúng ta không thể nào chối cãi được. Chúng ta có đứng hay chúng ta có lên thuyền cùng với họ thì cái xu thế nó buộc phải diễn ra. Vậy thì khi nó diễn ra, chúng ta đang ở đâu mới là vấn đề? Chúng ta cùng trên cái xu thế đó hay là chúng ta ở lại phía sau? Đấy, thì các anh chị cứ định hình được là chúng ta nên làm thế nào. Vậy thì cắt vay quỹ cộng đồng FSB Hackathon như thế nào các anh chị? Thì đây là cách nhà đầu tư cá nhân họ có thể đóng góp vào cái quỹ Hackathon này, quỹ SCF Hackathon này. Thì khi đóng góp tối thiểu là 100 đô, có nghĩa là họ đóng góp 100 đô thì họ nhận được một cái airdrop hoặc là cái tặng á, một cái lượng FSB tương ứng là 100 con FSB. Đấy, thì công ty họ sẽ tặng, họ airdrop lại tương đương với số tiền của mình, đó là 100 FSB tương đương với 100 đô.
mình nói cho nó dễ hiểu như này là giống như chúng ta đi mua đồng coin IDO, ICO đấy. Đấy, việc mua đồng coin IDO, ICO với một cái giá như thế nào thì chúng ta bỏ tiền vào và chúng ta nhận lượng coin, lượng token tương đương. Nhưng ở đây, cái phương pháp của tập đoàn SF này là họ gây quỹ, có nghĩa là chúng ta đóng góp quỹ và chúng ta nhận FSB, chúng ta không phải là mua các anh chị ha. Bởi vì hiện tại khi mà chúng ta mua IDO, chúng ta mua ICO thì về môi trường pháp lý, pháp luật thì có rất là nhiều quốc gia họ chưa có chấp nhận được. Đấy, còn cái việc cái quỹ này nó có rất là nhiều hướng. Thứ nhất là tập trung phát triển về cái hồi nãy chị nói đấy ha. Thứ hai nữa là sao? Nó hợp thức hóa cho cái chương trình của chúng ta đang phát triển. Vậy thì công ty họ dùng cái tiền đầu tư của nhà đầu tư á, họ đóng góp quỹ để làm gì? Thứ nhất đó là họ dùng 10% của cái tiền nhà đầu tư đóng góp, họ tổ chức các cái sự kiện, các cái hội nghị để làm nổi bật lên cái quỹ Hackathon, cũng như chia sẻ và lan tỏa đến cộng đồng trên toàn cầu biết đến SF Chain là gì, đến sàn DeFi FinSwap là gì. Đấy. Thứ hai là thu hút tất cả các cái dự án, có nghĩa là họ dùng cái tiền đó để marketing và thu hút nhiều cộng đồng biết đến. Cái thứ hai là 10% thu mua SSB và đốt, có nghĩa là công ty họ sẽ dùng 10% trên số tiền nhà đầu tư đó, họ mua lại cái đồng SSB này sau khi lít sàn và họ đốt nó đi. Đốt để làm cái gì? Để cho nó khan hiếm ha, tạo cái sự khan hiếm. Nó liên quan đến cái giá trị của một cái đồng token, nó liên quan đến cung và cầu, nó không phải liên quan số lượng ha, nó liên quan đến cung và cầu thôi các anh chị. Nếu cung mà nhiều hơn cầu thì chắc chắn giá đó không có giá trị. Nghĩa là một cái lượng cung chuẩn bị ra nó quá nhiều đi so với cái lượng chuẩn bị mua thì cái giá đồng token nó sẽ không bao giờ có giá trị tốt được. Còn nếu như cái lượng cung không có, có nghĩa là không có ai có để bán cả, nhưng cái lượng cầu, số lượng cầu á, những người cần mua á, đang rất là nhiều, họ đang rất là chờ mua, vậy thì khi lưu thông cái lượng sản phẩm nó lưu thông, khi lưu thông để bắt đầu giao dịch thì cái số lượng lưu thông đó với lại số lượng người mua nó trên lệch như thế nào thì nó sẽ quyết định được cái giá đó. Vậy thì công ty họ muốn làm cho cái giá trị đồng coin này tăng trưởng mạnh là họ mua và họ đốt để làm sao cái lượng lưu thông của đồng coin này ở bên ngoài thị trường nó khan hiếm đi, thì lúc đó người mua sẽ nhiều và đồng coin sẽ ít thì giá trị nó sẽ cao. Và đặc biệt 80% cái đóng góp của nhà đầu tư còn lại thì công ty họ dùng đó, họ chia sẻ lại cho nhà đầu tư, họ phát triển cộng đồng, họ phát triển nhà đầu tư, nhà hệ thống, họ phát triển những cái người mà xây dựng đấy, có nghĩa là những người đi chia sẻ, đi lan tỏa đến cái quỹ này, thì 80% họ dùng marketing. Đấy, họ dùng marketing. Nếu như chúng ta đi cảm thấy rằng đây là một cái quỹ cái thôn rất là tốt, một cái sàn DeFi trong tương lai tốt và giá rất là tiềm năng, chúng ta có thể chia sẻ, thì công ty họ sử dụng 80% để họ làm cái quỹ marketing các anh chị ha. Đấy, rất là lớn, số tiền rất là lớn, công ty gần như công ty họ tại sao nhiều người họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao công ty họ không thu gì về hết thì bởi vì công ty họ đã tạo ra công nghệ chứ họ không phải là sản xuất sản phẩm nữa các anh chị ha. Công nghệ của họ đã tạo ra rồi, blockchain của họ đã tạo ra rồi, ví của họ cũng đã tạo ra rồi, giờ đồng coin của họ cũng đã tạo ra rồi, họ chỉ cần cái lượng cộng đồng biết đến nhiều hơn thôi. Nên cái vấn đề nằm chỗ là họ cần lan tỏa đến cộng đồng biết nhiều hơn, chứ không phải là họ bán sản phẩm ra để họ thu tiền về. Nên các anh chị nhiều anh chị hỏi là bây giờ công ty nó bán ra là 100% nó làm như thế hết, rồi tiền đâu nó thu về? Không phải hả các anh chị ha? Bởi vì công ty nào họ xây dựng blockchain rồi, tiền của họ đã có, và họ xây dựng blockchain xong rồi, họ xây dựng ví xong rồi, coin của họ cũng đã có sẵn hết rồi, bây giờ họ chỉ lan tỏa thôi các anh chị lưu ý, chứ không phải là trong giai đoạn tôi sẽ làm blockchain, tôi sẽ phát hành token, tôi sẽ ra ví. Nó không phải, lưu ý các anh chị ha, nó không phải. Nên thời điểm này công ty chỉ muốn lan tỏa cái hackathon này, lan tỏa cái sàn FinSwap này ra cộng đồng. Đấy. Và SSB là gì? SSB là một token của cái sàn DeFi FinSwap. Đấy, cái sàn DeFi FinSwap nó tương tự, nếu mà hiểu cho dễ hiểu hơn là cái sàn DeFi này nó giống như sàn PancakeSwap hoặc là Uniswap của blockchain ERC20 á, hoặc là PancakeSwap của BEP20 đó các anh chị, nó y chang vậy. Đấy. Và FSB mình cũng giống như là đồng Uni của sàn Uniswap, hoặc là giống như đồng KK của đồng PancakeSwap. Đấy.
Vậy thì quyền lợi của cái người mà tham gia quỹ để sử dụng, để sở hữu FSB là gì? Có nghĩa là khi họ đã đóng góp 100 đô, họ có FSB rồi. Vậy thì họ khi họ đang nắm FSB rồi thì họ có quyền gì, lợi gì nữa hay không? Hay là họ chỉ có FSB thôi? Thì riêng ở quỹ Hackathon này có rất là nhiều cái hay các anh chị. Khi một nhà đầu tư họ đã có FSB rồi thì họ lại được nhận cổ tức từ cái sự chênh lệch giao dịch của cái sàn đó các anh chị ha. Khi giao dịch mà chênh lệch giá cũng như phí á, cái lượng đó giao dịch ra thì trên sàn có bao nhiêu thì công ty họ lấy cái đó họ chia sẻ lại cho những người nắm giữ FSB, giống như chúng ta đang có cổ phần và chúng ta đang nhận cổ tức ấy, thì ở đây gọi là cổ tức từ cái phí trên lệch giao dịch trên sàn Finswap. Đấy các anh chị ha. Và các anh chị nào đang sở hữu FSB rồi thì các anh chị cảm nhận và nhận biết rằng cái việc cổ tức của chúng ta nhận hàng ngày rất là sướng các anh chị, rất là cái ngày nào chúng ta cũng có cả. Mà mình nói câu chuyện là nguồn thu nhập thụ động, bởi vì cái sàn giao dịch nó ngày nào cũng giao dịch mà các anh chị, cái lượng giao dịch ngày nào cũng giao dịch cả, nên cái phí giao dịch nó trên lệch ra thì chúng ta được hưởng. Và cái quyền lợi thứ hai nữa là gì? Sau khi chúng ta có FSB, một cái đồng coin, một đồng token tăng trưởng tiềm năng rồi, chúng ta có cổ tức của cái sàn rồi, vậy thì chúng ta được gì? Chúng ta được tham gia những cái chương trình khuyến khích các anh chị ha. Chúng ta có những cái chương trình là chúng ta có cơ hội để tham gia. Và thứ ba là chúng ta được gì? Được quyền biểu quyết trên nền tảng DAO, có nghĩa là chúng ta đóng vai trò rất là lớn trong cái gọi là chúng ta gọi là cộng đồng tự trị đó các nhà ha. Chúng ta có đóng mỗi thành viên của cái người đang sở hữu FSB này đang đóng vai trò rất là quan trọng trong nền tảng DeFi thanh toán sau này, nếu như cái giao dịch DeFi, cái trình giao dịch DeFi này họ được hay được thế giới chấp nhận làm một cái nền tảng để cung cấp cho thanh toán truyền thống, thì chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng khi chúng ta là một thành phần ở đây. Đấy. Và cái thứ tư là gì? Là chúng ta có thể nhận được những airdrop từ những cái đồng coin khác nếu như sau này họ list sàn Finswap. Đấy. Thì có nghĩa là gì? Cái điều này nó rất là quan trọng. Các anh chị có khả năng các anh chị sẽ giàu từ những đồng coin này đó. Các anh chị không tin à? Có nghĩa là chúng ta sở hữu những cái cổ phần từ công ty được cổ phần từ SCF và FOD rồi ha, là một cái đồng coin nền tảng của SCF Chain rồi. Nhưng cái điều thứ tư này nó mới lý thú rồi các anh chị. Khi các anh chị vẫn giữ FSB trong cái ví của các anh chị, thì khi cái sàn Finswap hoạt động lớn mạnh thì có rất là nhiều đồng token ở trên này khi mà list sàn lên. Vậy thì khi list sàn lên thì thường thì chúng ta có những, nếu chúng ta giao dịch trên Binance á, hoặc là chúng ta có cái ví FTP á, thì thường là chúng ta có nhận được những đồng coin mà được tặng, đúng không các anh chị? Đấy, đó là những đồng coin khi lên list lên sàn thì sẽ airdrop lại cho cộng đồng. Vậy thì có những đồng coin khi airdrop họ tăng trưởng rất là tốt các anh chị, tăng trưởng rất là tốt. Vậy thì chúng ta có cơ hội nhận được cái airdrop của nhiều đồng coin tốt sau này. Và những đồng coin, những token đó phát triển mạnh, tăng trưởng mạnh thì tài sản của chúng ta ở đây cũng khá là tốt các anh chị. Đấy là một điều thú vị. Mà cái điều này mà anh em chơi tiền điện tử, anh em biết cái lĩnh vực này lâu đó, đều mong muốn trước đây là có cơ hội là airdrop Binance ấy, sàn Binance ấy. Nhưng bây giờ đã hết rồi. Thì cơ hội đó đã qua rồi, thì bây giờ tới cái cơ hội cái sàn phi tập trung, mà tương lai sau này cái sàn phi tập trung rất là lớn, giống như nãy giờ xu thế kinh tế thế giới đang nói đấy, thì tương lai của phi tập trung nó phải cũng rất là lớn các anh chị. Và thì chúng ta đang có cơ hội sau là sở hữu cổ phần của cái sàn phi tập trung này để nhận cổ tức nè, rồi nhận luôn những cái airdrop coin của cái sàn này. Đây là một điều rất 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 là tiềm năng và rất rất là nhiều tài sản sau này các anh chị, nếu như xu thế này đúng nghĩa. Và tiềm năng tăng trưởng giá của đồng SFB này. Đấy, đồng SFB này là coi sàn, coi ví và coi blockchain các anh chị ha. Có nghĩa là đồng SFB này vừa là coi sàn DEX, vừa là coi ví blockchain ha. Tại vì cái ví của chúng ta đang là SFB rồi, và cái sàn Finswap cũng là sàn chính, thì chúng ta vừa coi là coi sàn và coi ví. Cái câu mà anh em trong lĩnh vực nghề thường hay nói á, nếu mà chúng ta chữ coi á, thì số một ưu tiên hàng đầu là coi của một nền tảng blockchain nào đó, thì chúng ta là ưu tiên số một, đúng không ạ? Thứ hai đó là một cái đồng token nào đó của một cái sàn nào đó là ưu tiên số hai. Và thứ ba là một đồng token nào đó của một cái ví nào đó là ưu tiên thứ ba.
Đấy, ưu tiên thứ ba của các dân gọi là dân chuyên nghiệp về chữ coi đó, đó là ba loại coi đó của ba cái hệ sinh thái đó. Thì khi các anh chị sở hữu FFP là các anh chị đã sở hữu cả ba rồi các anh chị. Vì sao? FFP là coi của sạc, đấy. FFP là coi của ví phi tập trung. Và là khi sở hữu FFP thì các anh chị nhận cổ tức hàng ngày là đồng coi, chính là SCF hàng ngày luôn các anh chị trả cho cổ tức. Tại đây là một điều rất là tuyệt vời. Nếu mà các anh chị cảm thấy tuyệt vời thì hãy cho những cái số mà mình cảm thấy thích ha, số 886 gì đấy, hãy comment lên cho nó vui. Dạ. Và cái giá trị sử dụng, quan trọng là giá trị sử dụng của đồng cái sản phẩm đó, cái token đó. Nếu mà mình nói về cái sản phẩm đó rất là tốt, nó có rất là nhiều như tính năng ABC nhưng giá trị sử dụng nó không có thì cũng như mình vứt thôi. Quan trọng cái giá trị sử dụng đó, nó rất là quan trọng. Vậy thì FSB sử dụng làm cái gì? Thì ở đây FSB sẽ sử dụng làm phí giao dịch trong cái sàn Finswap đó các anh chị. Đấy, có nghĩa là khi cái sàn Finswap bắt đầu hoạt động mạnh thì FSB sẽ được làm phí giao dịch. Nó giống như BNB đang làm phí giao dịch của hệ thống blockchain đấy. Đấy, thì ở đây làm phí giao dịch của sàn. Vậy thì cái hệ thống blockchain nó chạy thì ít nha, cái lượng giao dịch, tốc độ giao dịch của một nền tảng blockchain đó có khi nó rất là ít, nhưng tốc độ giao dịch của một cái sàn cực kỳ nhiều trong 24 giờ, trong giây, trong ngày, thì cái phí giao dịch của một cái sàn nó rất là lớn các anh chị. Vậy thì cái việc mà FSB này phải sử dụng cái phí đó thì cái việc người ta đang rất là cần, có nghĩa là cái người không ngoại đạo đi, họ không biết SCF là gì nhưng sau này họ sử dụng cái sàn Finswap này thì họ buộc phải mua FSB để làm phí. Đấy. Rồi tất cả các cộng đồng trader mua bán hay hơn thì cũng phải cần FSB để muốn giữ sở hữu cái ví và muốn giao dịch cái sàn phi tập trung này. Đấy. Thứ hai nữa là có một cái thông tin rằng là hệ thống mà 62 triệu hồi nãy các anh chị, 62 triệu ví trên FinChain ấy, thì 62 triệu đó có gần như là nốt đào của cái hệ thống SCF, có nghĩa là 62 triệu đó sẽ đào được những đồng SCF và từ SCF đó đào từ nốt thì các anh chị sẽ rút về đi bán. Vậy thì có một cái thông tin mà cực kỳ quan trọng, đó là tương lai đồng FSB này sẽ dùng làm phí cho cái việc rút của các cái nốt đào đó. Các anh chị tưởng tượng ha, khi 62 triệu ví đó, chỉ giả sử như chỉ cần 620 ngàn ví thôi họ là nốt đào. À, chứ không nói tới 62 triệu mà 620 ngàn ví đó là nốt đào. Vậy thì 620 ngàn ví đó họ buộc phải rút SCF về. Vậy thì mỗi một ví họ chỉ cần một SCF thôi, một FSB thôi. Vậy thì có phải rằng 620 ngàn đô, 620 ngàn ví mà, thì phải 620 ngàn đô mỗi người, mỗi ví một con, thì 620 ngàn đô đó họ sẽ sao? Sẽ mua đồng FSB này. Nếu như FSB này trên thị trường lúc đó chưa có mà phải có tới 620 ngàn ví đang cần để mua FSB này, mà lúc đó FSB này chưa lưu thông, chưa có số lượng ra mà, vậy thì các anh chị thử tính cái giá của nó kinh khủng như thế nào các anh chị. Thử tính cái giá đi nha. Giống như Chí Đăng nói hồi nãy, cái giá trị nó như thế nào lệ thuộc vào cung, cái số lượng người cung á, cái số cung ra ngoài nhiều hay ít so với cầu. Đúng không ạ? Nếu cầu nhiều mà cung ít thì giá trị nó rất là nhiều, rất là cao. Còn nếu như cầu ít mà cung nhiều thì giá trị nó rất là thấp các anh chị. Vậy thì chứ nó đang nói là tưởng tượng 620.000 là 1% của 62 triệu á, cái nốt đào đó, họ cần mỗi ví một FSB để rút nốt đào về. Vậy thì có phải rằng 620.000 ví đó, mỗi người mỗi ví một đô thì có 620.000 đô để mua FSB này, chuẩn bị mua FSB này. Vậy thì khi list sàn FSB không có, lỡ FSB list sàn có 10 con FSB list sao? Hoặc là chỉ có chừng 100 con FSB list sàn sao? Thì giá nó như thế nào các anh chị? Các anh chị có thể hình dung nó như thế nào, đó là quyền của các anh chị. Nhưng chỉ nghĩ tới cái cảnh đó, FSB nó bày cào lắm. Giá trị FSB tăng kinh khủng luôn. Và đặc biệt, điểm giảm phát của FSB đó là sử dụng 10% quỹ Hackathon để mua lại và đốt. Có nghĩa là công ty cũng tham gia vào cái chiến dịch đó là mua FSB đốt để làm sao cái số lượng FSB càng ngày càng ít đi. Đấy, số lượng tiền thì càng nhiều mà số lượng coi càng ít.
thì giá trị lại lại cao. Và đặc biệt là cái cầu, cái cung ấy, nãy chị đang nói câu chuyện là phát hành SSB cho nhà đầu tư theo tuyến tính các anh chị ha, theo tuyến tính. Có nghĩa là gì? Khi các anh chị mua, các anh chị đóng góp, công ty không trả ngay và luôn, mà công ty sẽ phát hành tuyến tính 180 ngày. Đấy. Và điều đặc biệt là công ty sẽ có cái hạch, những người nào đóng góp trước thì sẽ phát hành trước, những người đóng góp sau sẽ phát hành sau, nó chia nhỏ giai đoạn ra. Thì cái việc cung của SSB lại càng khan hiếm nữa các anh chị, lại càng khan hiếm nữa. Nhả tuyến tính rồi nó không nhả một cục, đã vậy rồi còn cái lượng nhả ra nó phân nhỏ, phân nhuyễn, phân đều ra từ rải từng ngày đó. Thì cái việc mà lượng cung của SSB ra thị trường khi list sàn so với cái việc cung thôi, ở việc cái lượng cung mà 620.000 ví mà cần để mua nốt á, thì các anh chị tưởng tượng. Đấy là bài toán, chứ chưa nói là công ty phải dùng tiền mua thêm 10% nè, cũng như đội market maker, có nghĩa là đội làm thị trường làm giá nè, cũng như là thị trường bên ngoài á, họ nhảy vào họ giao dịch cái sàn Finswap nè, họ giao dịch thì họ cần phí SSB. Đấy, cung ít nhưng cầu rất là nhiều các anh chị, cầu rất là nhiều. Vậy thì Finswap là hệ sinh thái rất là quan trọng bậc nhất của cái giai đoạn này của hệ sinh thái của cái blockchain SF, của tập đoàn SF. Tại sao Finswap đang là cái hệ sinh thái rất là quan trọng của cái nền tảng SF này? Bởi vì nãy giờ chỉ đang nói, vẫn từ đầu tới giờ này chỉ vẫn nói DeFi tài chính phi tập trung luôn luôn, đó là nó là một cái xu thế tương lai và nó thay đổi nền kinh tế thế giới sắp tới. Đấy, nên tập đoàn SS đang tập trung vào cái Finswap này các anh chị. Và Finswap là gì? Tác động tương lai của Finswap như thế nào? Finswap nó là một cái trình trao đổi tài sản liên chuỗi. Có nghĩa là sao? Là trình giao dịch, giao thức DeFi nãy chỉ có chia sẻ, mà xuyên chuỗi luôn nha các anh chị. Xuyên chuỗi luôn. Có nghĩa là xuyên ngân, liên chuỗi liên ngân hàng. Chúng ta nói cho dễ hiểu là liên ngân hàng, xuyên chuỗi từ chuỗi này qua chuỗi khác. Đấy. Và xuyên chuỗi của cái trình giao dịch DeFi này là khoáng đổi nguyên tử, chứ không phải là cầu nha các anh chị ha. Cái cầu vừa rồi thì người ta đang đánh giá rất là không an toàn và bị nhiều hacker rất là nhiều. Thì nhưng ở SF là khoáng trình khoáng đổi nguyên chuỗi, khoáng đổi nguyên tử nha, khoáng đổi nguyên tử. Nên cái đây là một cái khái niệm rất là mới, và chỉ nghĩ rằng là tập đoàn họ đã nhìn ra cái công nghệ này, họ đã nhìn ra công nghệ này để họ không đi vết xô đổ theo cái xuyên chuỗi, cái chuỗi chéo cầu giống như là những nền tảng blockchain cũ. Đấy, tác động tương lai của Finswap đó là gì? Là cuộc cách mạng thanh toán chuỗi chéo. Đấy, chị các anh chị thấy không? Công ty họ đang nhấn mạnh cái từ thanh toán luôn các anh chị. Thanh toán chuỗi chéo giống như cái khối xây dựng 18 hồi nãy mà chị đã dẫn chứng, là họ đang thúc đẩy làm sao hoàn thiện và tạo ra một stablecoin để thanh toán xuyên chuỗi, xuyên biên giới đấy. Đấy, thì ở Finswap này họ nhấn mạnh luôn là một cuộc cách mạng thanh toán chuỗi chéo luôn các anh chị. Cung cấp những trải nghiệm giao dịch chuỗi chéo mượt mà, tăng tốc độ quá trình di chuyển tài sản giữa các cái blockchain khác nhau. Đấy, đó là Finswap. Thứ hai nữa là khả năng xử lý cao. Có nghĩa là giống như chỉ đang nói là muốn thanh toán thì phải sao? Phải xử lý tốc độ và số lượng nhiều trong một thời điểm nào đó. Dù là những cái giao dịch nhỏ, càng giao dịch càng nhỏ, càng nhanh, càng nhiều thì mới đáp ứng được cái việc thanh toán kinh tế truyền thống các anh chị ha. Chứ còn mà chuyển 1 triệu đô thì đi, nhưng mà chuyển 1 triệu đô một lệnh thì đi, nhưng mà chuyển 10 lệnh 10 đô không đi thì nó không đáp ứng được cái vấn đề thanh toán của kinh tế thế giới. Đấy. Mà nãy về cái yếu tố kỹ thuật thì cái blockchain của SF họ đang nói rằng là tốc độ cái TBS 80.000 hơn Visa rồi các anh chị. Hơn Visa, bởi Visa có 65.000 thôi. Vậy thì có phải rằng nó đáp ứng được cái câu chuyện là thanh toán kinh tế truyền thống rồi? Cái thứ ba đó là giảm thiểu trượt giá và rủi ro. Ở đây thì công ty cái Finswap này nó ứng dụng cái cơ chế AMM, có nghĩa là automatic market ấy, có nghĩa là dùng cái thế hệ thứ ba, cái AMM này ở thế hệ thứ ba để sao có khả năng giảm thiểu cái trượt giá, có nhà đảm bảo cho cái việc chúng ta khoán đổi về tài sản ấy. Thì các anh chị lưu ý rằng là khi mà các anh chị làm giao dịch sàn phi tập trung ấy, thì thường bị là trượt giá rất là cao. Có nghĩa là các anh chị đang thấy một cái mình đang có một cái token
giá 5 đô chẳng hạn, giá 5 đô. Nhưng nếu các anh chị bán 100 đô thôi thì cái giá nó sẽ nằm khoảng 4.9 đô. Đấy, nhưng nếu các anh chị bán tới 1000 đô thì giá nó còn có 4.3 đô thôi. Hoặc là 3.8 đô thôi. Đó là yếu tố trượt giá bởi vì cái bull thanh khoản nó yếu. Đấy, nó yếu nên khi mà chúng ta nghĩ tài sản chúng ta ở lên 10 đô, tài sản chúng ta lên cả 1000 đô, 2000 đô nhưng khi chúng ta thử bán thì nó không có bao nhiêu cả. Đó là thực tế các anh chị ha, thực tế rất là nhiều mà các anh chị sẽ không biết. Các anh chị nhiều lúc các anh chị thấy token cái đồng coin nào đó tăng trưởng lên cả vài chục đô mà các anh chị rằng nghĩ rằng nó là làm cho chúng ta giàu có, nhưng không phải. Các anh chị thử lấy 1000 con các anh chị bán với giá 30 đô đi thì có bán được hay không mới là vấn đề, thì mới quyết định được cái giá trị tài sản của chúng ta, chứ không phải là chúng ta nhìn thấy nó 30 đô 50 đô cái chúng ta kêu tài sản chúng ta giàu rồi. Không phải, quan trọng là giá ở 30 đô, giá ở 50 đô đó mà 1000 con, 2000 con chúng ta có thanh khoản được hay không, có bán được cái giá đó hay không mới là tài sản thật nha các anh chị. Các anh chị lưu ý, chứ không thì các anh chị sẽ bị nhầm lẫn là thấy trên giao dịch, thấy trên nến, thấy trên cái nên anh em đưa lên cái nến xanh 40-50 đô xong các anh chị nói rằng là tôi giàu bởi vì ít 30-40 lần rồi. Không phải, quan trọng là các anh chị phải đổi được ở cái giá đó với số lượng nhiều, có nghĩa là phải bán được giá đó với số lượng nhiều thì chúng ta mới chắc chắn rằng tài sản chúng ta là thật. Đấy. À, riêng ở cái cơ chế IMMM thế hệ thứ 3 này thì công ty FiSwap họ sẽ hạn chế và giúp cho chúng ta, giúp cho cộng đồng tránh bị trượt giá kiểu đó các anh chị ha. Rất là tốt. Và cái thứ tư đó là giải quyết vấn đề trong ngành. Trong ngành có gì? Có nghĩa là thanh khoản chữa chéo phi tập trung luôn là một trong những vấn đề khó khăn của ngành crypto. Đấy, ghi rất là rõ các anh chị ha, bởi vì vừa rồi là rất là nhiều blockchain họ đang giải quyết vấn đề đó nhưng họ bị hack liên tục các anh chị. Họ bị hack và mất tài sản liên tục. Và FiSwap có nền tảng có tiềm năng giải quyết vấn đề này. Nhờ đó sẽ thúc đẩy thêm nhiều dự án và nhà phát triển tham gia vào ngành, đồng thời thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực blockchain và DeFi. Đây là những cái câu nói, những cái lời khẳng định rất là chắc chắn, rất là rõ ràng và gọi là trọng tâm á, trọng tâm vào cái thị trường kinh tế truyền thống hồi nãy, giống như thanh toán ha, thanh toán, xử lý thanh toán mượt mà. Thứ hai nữa, giải quyết trong ngành crypto đang gặp khó khăn, có nghĩa là những cái cụm từ trong cái sách trắng của SCF họ nói rất là ngắn nhưng rất là trọng tâm, không dài dòng, không hoa mỹ các anh chị ha, trọng tâm vào những cái vấn đề mà kinh tế truyền thống đang gặp và ngành blockchain đang gặp. Tại các anh chị lưu ý, chứ không phải hoa mỹ hay là rất là bay bổng mà rất là thực tế, rất là ngắn gọn và rất là xúc tích. À, và vậy thì tại sao mình tập trung vào cái FiSwap này các anh chị? Tại sao mình tập trung vào FiSwap này? Thì thứ nhất á, là công ty họ tập trung vào FiSwap là bởi vì sao? Sàn giao dịch là một cái nơi mang rất nhiều lợi nhuận, doanh thu các anh chị. Các anh chị cứ thấy tất cả những cái mô hình giao dịch nào, trung gian giao dịch nào đều kiếm tiền rất là nhiều các anh chị, giống như ngân hàng này, giống như là sàn Binance này, thì đó là những cái mô hình thu lợi nhuận rất là lớn các anh chị. Nên vì thế tập đoàn SCF họ tập trung vào FiSwap. Thứ hai đó là nhờ lợi nhuận ước tính hàng tỷ đô la mỗi năm các anh chị, lợi nhuận ước tính rất là lớn các anh chị ha. Ở đây ví dụ như là có sàn Binance nè, sàn Uni nè các anh chị. Và dễ dàng tiếp nhận, có nghĩa là sao? Tất cả những cái người tham gia đều phải dùng sàn, có nghĩa là ai tham gia vào thị trường crypto đều phải lên sàn và mua bán. Cái thứ ba đó là nhanh chóng tiếp cận thị trường, có nghĩa là sao? Sàn giao dịch crypto nói chung và sàn DEX nói riêng thì là một nơi có lượng user rất là lớn các anh chị ha. Đấy. Và lợi thế của FiSwap so với tất cả những cái trước đó giống như Uniswap là gì? Đó là xuất phát điểm của FiSwap rất là tốt các anh chị. Giống như Uni các anh chị. Giống như Uni, chúng ta so sánh về Binance, về Uni đi. Thì xuất phát điểm của Binance trước đó thì là một con số không, không có cộng đồng. Nhưng sau đó thì lượng người tiêu dùng lên 167 triệu user lần. À, và Uniswap cũng vậy. Họ xuất phát điểm không có cộng đồng. À, nhưng sau đó thì hơn 30 triệu user. Vậy thì ở FiSwap, xuất phát điểm của FiSwap là gì? Xuất phát điểm của FiSwap rất là lớn các anh chị. Xuất phát điểm của FiSwap đó là mục đích của họ là tới 62 triệu đầu ví trên FinChain các anh chị ha.
Vậy thì mình nói tỷ lệ 62 triệu đó mình chỉ lấy 1% thôi, thì đã có 620.000 cái user hoạt động rồi. Vậy thì khi bắt đầu kích hoạt FinSwap và chạy hackathon và tháng 3 lít sàn cũng như là FinSwap hoạt động đúng nghĩa đó, thì xuất phát điểm của nó đã có 62.000 đồng phí rồi. Vậy thì các anh chị tưởng tượng tốc độ phát triển của FinSwap sau này nó kinh khủng như thế nào. Và điều đặc biệt đó là đón cái mùa uptrend của thị trường, đúng cái mùa uptrend của thị trường 2024-2025 các anh chị. Vậy thì cái mùa uptrend nó như thế nào? Mùa uptrend của thị trường nó đã giúp cho rất là nhiều anh em kiếm được rất là nhiều tiền các anh chị, từ 2013 đỉnh và đáy, 2017 là đỉnh và 2013 là đáy. Thời điểm đó đã rất là nhiều người đã kiếm được tiền rồi. Rồi tiếp tục là sao? 2021 nó tạo đỉnh tiếp, đúng không ạ? Vậy thì cứ chu kỳ nó 4 năm một lần, thì chúng ta đi ra đi FinSwap họ chuẩn bị cho một cái chu kỳ sắp tới, đó là chu kỳ 2025 các anh chị, và đón trong cái xu thế chu kỳ uptrend lần nữa. Vậy thì cơ hội rất là lớn cho chúng ta, bởi vì sao? Đây là thời điểm mà cái thị trường nó đang đi ngang và đang tích lũy tại thời điểm này, chứ không phải là thị trường đang lockdown nữa các anh chị. Lockdown nó đã, thời gian nó đã qua rồi, thì bây giờ đang tích lũy và đang chuẩn bị phóng lên. Từ bắt đầu từ đây đến 2025 là chu kỳ nó cũng như chu kỳ nó tăng trưởng mạnh và nó làm cộng hưởng cả cộng đồng vậy ha. Vậy thì FinSwap họ đang chọn một cái thời điểm ra mắt rất là tốt, đó là đón cái chu kỳ uptrend. Và đón chu kỳ uptrend thì người ta thường nói trong cái chu kỳ uptrend đó, mua bất cứ một đồng coin nào họ cũng thắng ha. Trong cái chu kỳ uptrend anh em hay nói vui vui rằng mua đại bất cứ đồng coin nào cũng thắng. Các anh chị có đã nghe cái từng đó không ạ? Đã từng nghe câu đó là mua đại bất cứ đồng coin nào cũng thắng trong cái mùa uptrend đó. Đấy, thì vậy thì FSB mình nó có nền tảng rất là tốt, có cái lộ trình rất là bài bản và lại nằm trong đúng cái thời điểm nữa, thì cái việc thắng của FSB cực kỳ là cao các anh chị ha. Vậy thì ở đây chúng ta đang tận dụng cái đà tăng trưởng của thị trường, công ty SSF trên họ đang tận dụng cái đà tăng trưởng của thị trường rất là lớn. Vậy thì đánh giá tiềm năng của FSB thì thường chúng ta sẽ so sánh các ha. Chúng ta dùng cái so sánh nhưng phải so sánh nó cùng hệ và làm sao tiêu chí tương đồng với nhau. Thì ở đây chỉ muốn so sánh cho các anh chị hai cái loại đồng coin, đó là Uniswap của sàn sàn DEX, sàn phi tập trung là Uniswap có đồng token là Uni, và sàn Bankaswap có đồng token là Kake. Thì ở FinSwap chúng ta cũng có đồng token của sàn đó là FSSB các anh chị ha. Đều xuất phát điểm cái Uniswap cũng như đồng KakeSwap họ xuất phát điểm là tháng 9 2020 là trước khi uptrend, đúng không ạ? Thì ở FSB cũng vậy, lộ trình của nó là trước uptrend, là bắt đầu vào tháng 3. Và đồng Uniswap với đồng KakeSwap mà khi mà chúng ta biết đến thì chúng ta đã mua giá trên sàn rồi, nghĩa là cái giá không còn gọi là nguyên sơ nữa, giá nó đã cao rồi. Thì thắng vẫn là thắng nhưng mà không có sướng bằng là khi chúng ta mua giá mà chưa lên sàn. Đấy, thì FSB nó giúp chúng ta mua giá tốt khi chưa lên sàn các anh chị. Đấy, đó là một lợi thế của FSB nữa. Nghĩa là chúng ta đang mua được cái giá tốt khi chưa lên sàn. Và cái điều đặc biệt là cái Uni của Uniswap á, họ không dùng làm phí. Mà phí đó là ETH. Rồi thứ hai nữa là đồng KK của Bankaswap cũng không dùng làm phí. Mà phí đó là BNB. Và điều đặc biệt là những cái sàn phi tập trung này nó chỉ là con nuôi của các cái blockchain này thôi, có nghĩa là nó không được là chính của ERC20 tập trung vào Uniswap hay là chính của Binance Smart Chain tập trung vào Bankaswap, nó chỉ là một cái đơn vị đối tác thôi. Nhưng riêng về FinSwap, nó chính là con đẻ của cái hệ thống tăng của cái nền tảng blockchain luôn, nó là con đẻ của nền tảng blockchain của tập đoàn SSF Chain luôn các anh chị, nên họ tập trung tổng lực vào cái FinSwap này. Và đúng cái thị trường của kinh tế truyền thống đang tập trung, và đúng cái mùa uptrend nữa các anh chị ha. Nó vừa là chính của nền tảng blockchain mới, tập trung vào thời điểm kinh tế truyền thống họ dịch chuyển vào blockchain, tập trung đúng vào mùa uptrend của thị trường nữa các anh chị. Vậy thì cái việc mà chúng ta có cơ hội thắng ở cái thị trường của cái giai đoạn này với FSB của FinSwap rất là lớn các anh chị ha, rất là lớn, cơ hội rất là lớn các anh chị. Và vì những lễ đó mà Trí và tất cả các anh em đang tập trung rất là nhiều các anh chị. Và điều đặc biệt, cái điểm xuất phát khi mà Uniswap cũng như Bankaswap xuất phát thì không có user các anh chị, nhưng họ đã tạo được những cái kỳ tích rất là đáng kể. Còn ở FinSwap thì sao, đã có hơn 2 triệu ví hơn cái SCF này, có nghĩa là
khi các anh chị giao dịch phiên swap thì các anh chị sẽ tải cái ví SCF và ví cái FFP này á, và mỗi cái ví SFP này á đều chứa cái SCF main. À, vậy thì với cái SCF main thì đã có hơn 2 triệu cái ví SCF main đang hoạt động rồi các anh chị. Ví SCF main đang hoạt động. Thì xuất phát điểm của cái phiên swap này là có 2 triệu ví SCF main ha, các anh chị ha. Lưu ý ha, còn 620.000 ví tức là phiên trên đang đào ra. Đào cái SCF phiên ra, còn 2 triệu ví SCF main là hoạt động các anh chị ha. Vậy thì xuất phát điểm của sàn phiên swap này sẽ có được 2 triệu ví người dùng đang sở hữu SCF main, và khi người ta chuyển cái SCF main lên cái sàn phiên swap hoạt động thì 2 triệu cái ví này là dữ liệu rất là tốt cho cái sàn. Vậy so sánh tiềm năng tăng trưởng thì Uniswap họ list sàn từ tháng 9 năm 2020 và đỉnh của họ là tháng 5 2021, tăng 107 lần các anh chị, tăng 107 lần. Và nếu như các anh chị dùng 1.000 đô thời điểm tháng 9 các anh chị mua thì tới tháng 5 2021 thì chúng ta có 100.000 đô. Đấy, đây là sự thật đã diễn ra nha các anh chị. Còn quan trọng là chúng ta bán ở thời điểm nào là do mỗi người. Có người có lên tới ít 2 lần đã bán rồi, nhưng có người đôi khi bán chưa kịp ít là cũng có khi đã bán rồi. Đấy. Và nói ra tiếng Việt cho nó dễ, đó là 25 triệu chúng ta vào tháng 9 thì sẽ có 2 tỷ rưỡi vào tháng 5 2021. Đây là điều đã xảy ra. Và tiếp tục đó là một cái đồng coin KK của đồng Bankaswap cũng list sàn tháng 9 năm 2020 trước mùa uptrend, và đỉnh của nó cũng là tháng 5 2021. Thì ở đây mới kinh khủng các anh chị, nó tăng trưởng 190.000 lần. 190.000 lần. Vậy thì ví dụ như ở đây các anh chị mua 1.000 đô năm tháng 9 năm 2020 thì đỉnh của tháng 5 2021 các anh chị sẽ có 190 triệu đô. Quá khiếp, không có một cái lĩnh vực đầu tư nào, không có một cái sản phẩm nào, không có một cơ hội nào mà nó làm đòn bẩy tăng trưởng tài sản chúng ta kinh khủng như thế. Đấy các anh chị ha. Đây là điều đã diễn ra rồi. Còn về SSB, cái sự tăng trưởng nó như thế nào khi tất cả mọi thứ đã có những cái nền tảng, những cái số liệu, những cái dữ liệu, những cái thời điểm, tất cả mọi thứ đang rất là tốt tại thời điểm này. Vậy thì SSB tăng trưởng như thế nào, ít bao nhiêu lần thì các anh chị có quyền dự đoán nó, có quyền kỳ vọng nó. Còn ở đây thì chỉ không, chỉ có những cái dự đoán riêng của chị. Ok, và thì dự đoán rủi ro, đánh giá rủi ro như thế nào? Có nghĩa là thường thì chúng ta làm bất cứ một lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư nào đó thì cũng sẽ có rủi ro và thành công, có nghĩa là lợi nhuận. Vậy thì quan trọng là chúng ta rủi ro chúng ta mất cái gì và lợi nhuận chúng ta được cái gì. Đó mới là vấn đề. Chúng ta phải tính toán cái rủi ro và lợi nhuận nó như thế nào. Thì ở đây nếu như rủi ro 1.000 đô, giả sử như nó không thành công, nó mất đi, thì nó có ảnh hưởng đến đời sống của các anh chị hay không? Nó có làm hệ lụy đến các anh chị của các nhà đầu tư hay cho chúng ta hay không? Hay là 1.000 đô này nó cũng chỉ là lỡ mất cái điện thoại hay là đi du lịch cái hết, đúng không ạ? Và 1.000 đô này ok, ta làm một cái việc khác chúng ta có thể kiếm được. Nói chung là 1.000 đô nó có thể là có giá trị nhưng không mang lại nhiều giá trị lớn lao lắm. Vậy thì khả năng chấp nhận rủi ro ok, 1.000 đô lỡ mất ok, coi như chúng ta làm lại một cái khác. Nhưng nếu như lợi nhuận mà chúng ta đạt được 100.000 đô đi, vậy thì 100.000 đô này có đáp ứng được cái nhu cầu về đời sống của chúng ta hay không, có thay đổi được cái giá trị cũng như là cái giá trị của đời sống của chúng ta hay không, thay đổi được chất lượng cuộc sống của chúng ta hay không. Cái số tiền 100.000 đô này, chúng ta nếu không có cơ hội này thì cơ hội nào sẽ giúp cho chúng ta kiếm được 100.000 đô này, đúng không ạ? Chúng ta phải cân nhắc, một là mất 1.000 đô, hai là mất cơ hội để kiếm 100.000 đô. Đấy là cái điều các chị, mất 1.000 đô chúng ta có thể kiếm được rất là dễ, nhưng mất cơ hội lỡ lên 100.000 đô thì cơ hội nào giúp cho chúng ta, giống như bây giờ là anh em ngồi lại bây giờ giá như quay lại năm 2020 mua con ca kê đấy, ít 190.000 lần, làm gì có cơ hội đó được, không có cơ hội nào nữa. Nhưng lúc thời điểm đó thì không ai tin mà để ra quyết định và nghĩ nó như thế. Cũng giống như tại thời điểm này FFP có rất là nhiều người anh chị đang tin, nhưng có rất là nhiều người chưa chắc, chưa biết khi nào xảy ra hay mới tính. Và thì khi nó đã xảy ra rồi thì chúng ta mất cái gì mới là vấn đề. Vậy thì nếu như nó xảy ra không thành công, chúng ta sẽ mất 1.000 đô, có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta hay không?
Còn nếu như thành công chúng ta được có 100.000 đô, mà nếu mà chúng ta không bị mất 100.000 đô, chúng ta không tham gia, chúng ta không mua nó, mất 100.000 đô thì cơ hội nào sẽ làm cho ta kiếm được 100.000 đô, và 100.000 đô đó nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào? Đấy là cách của các anh chị sẽ nhận định vào cuộc sống của các anh chị, phân bổ và dòng tiền của các anh chị. Những cái thông tin của chị chia sẻ ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn sự lắng nghe, cũng như là các anh chị đã bỏ thời gian đã lắng nghe cái thông tin về Spin to Work cũng như là xu thế của tương lai. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối thật vui vẻ và nhận được nhiều thông tin bổ ích cho cá nhân mình. Cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn lãnh đạo Trí Trường rất nhiều. Thực sự qua cái bài chia sẻ của anh thì giúp cho tất cả quý anh chị em ở đây hiểu rõ hơn về cái nền tảng, về cái tầm nhìn cũng như là cái mục tiêu mà khi mà chúng ta làm ở đây có những cái rủi ro gì, có những cái kỳ vọng như thế nào. Rất là tuyệt vời, đáng để chúng ta phải lưu tâm và suy ngẫm.